Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Thị Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Sang anh chị quay các anh cưa cây xoài. Cây xoài này cũng to nha, nằm sát cái mấy nhà sau. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Sang và anh chị sẽ cưa cây xoài này như thế nào nha. Cỡ 55 phút mới đủ. Thì giờ ông trời cũng đang chuyển mưa. Mé nhỏ nhỏ cắt củi trên dài nước luôn. Yeah.
Anh Sang sẽ tốt nha, cho anh chị phần nghiệp tôi không biết. Cột đi, cột quấn quần quần cũng lật đâu. Anh Sang đó không đúng, anh Sang bỏ chạy luôn. Sẵn làm đó, tới sợ gì chú. Đây con anh xong cái xoài rồi nha. Mình cảm kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà nha. Hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.